Ta sẽ đi tìm hiểu về bài công và công suất. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về phần công. Thì có một cái vật như sau, cái vật màu xanh này nhá, và chịu tác dụng của một lực ép bất kỳ này. Sao cho lực ép là tạo với là hướng chuyển động, là một góc alpha. Hướng chuyển động ở đây là thầy lấy là vận tốc, được chưa nhỉ? Đấy, hoặc có em có thể lấy là độ di chuyển cũng được. Đấy. Thì khi đó công của lực ép được tính là A bằng F nhân cos alpha. Trong đó alpha là góc tạo bởi giữa là F và gì đây? Và V, tức là giữa là vectơ lực và hướng di chuyển. Đấy. Công của lực bất kỳ, được chưa? Đấy. Công của lực bất kỳ kêu là A này. Đấy. Thì bằng là độ lớn lực đó nhân quãng đường vật đi được nhân cos của góc xen giữa vectơ lực và hướng di chuyển. Và alpha ở đây thì chính là góc tạo bởi giữa vectơ lực và hướng di chuyển là vectơ vận tốc. Được. Đấy. Và người ta chỉ như sau, nếu như cái dấu của A, tức là dấu của công này, nó phụ thuộc hoàn toàn vào dấu của cos. Nếu như mà góc alpha của thầy nó chạy từ 0 đến 90 độ, 0 đến dưới 90 độ. Đấy, thì khi đó là cos nó dương. Cos dương, và cos dương thì người ta gọi cos dương thì công dương, mà công dương thì đó là công phát động. Được chưa? Công dương phát động. Còn nếu như alpha bằng đúng 90 độ thì là cos 90 độ bằng 0, và khi đó a bằng 0. A bằng 0 thì khi đó vật không sinh à, lực không sinh công, lực không sinh công nhá. Còn nếu alpha của thầy mà chạy từ 90 độ đến 180 độ, lớn hơn 90 và nhỏ bằng 180, thì khi đó là cos của nó sẽ âm, mà cos âm thì công sẽ âm, mà công âm thì người ta gọi là công cản. Thầy lấy ta ví dụ về đủ các trường hợp này nhé. Đây, vì thầy lấy ví dụ ta hiểu về trường hợp công này. Thì giả sử thầy có một cái vật này, chưa? Và vật này sẽ chịu tác dụng của các lực như sau. Thứ nhất là trọng lực P. Đấy. Thứ hai là phản lực N. Đấy, phản lực N. Thứ ba, lực kéo. Thầy cho lực kéo nó check lên. Đây, lực kéo đây. Check với hướng chuyển động một góc alpha. Kéo. Alpha. Và cuối cùng, đo lực ma sát. Ma sát. Đây, lực ma sát đây. Đấy. Thầy cho một cái vật chuyển động trên bề mặt ngang, được chưa các em? Bề mặt ngang và chịu tác dụng của là bốn lực như hình vẽ. Thứ nhất là lực kéo, thứ hai là phản lực, thứ ba là trọng lực, thứ bốn là lực ma sát, thứ bốn là ép ma sát. Đây, lực kéo tạo với là hướng chuyển động, tức là vận tốc bằng góc alpha. Thì bây giờ áp dụng cái biểu thức tính công ở phía trên, chúng ta sẽ có bốn cái công thức tính công của bốn lực. Thứ nhất là lực kéo, công của lực kéo thì sẽ bằng độ lớn của lực kéo, độ lớn luôn dương nhé, nhân quãng đường vật đi được nhân cos xen giữa ép kéo và vectơ vận tốc. Ép kéo vectơ vận tốc chính là cos alpha. Và như hình vẽ thầy là cảm thấy là alpha nhọn thì cos nó sẽ dương, cos dương thì công dương. Vậy công dương có nghĩa đây là công phát động, chưa? Đây là công phát động. Tiếp tục thầy có công của phản lực N. Phản lực N thì bằng độ lớn phản lực nhân quãng đường nhân cos, cos tạo bởi giữa N và V. Tức là chúng ta có này, N nó sẽ vuông góc hướng chuyển động. Vậy ở đây nó phải là cos 90 độ. Cos 90 độ bằng 0, vậy suy ra công bằng 0. Công bằng 0 có nghĩa là lực không sinh công, tức là N không sinh công. Không sinh công. Tương tự chúng ta cũng có công của trọng lực bằng 0. Công trọng lực bằng độ lớn trọng lực nhân quãng đường nhân cos của 90 độ. Vì trọng lực nó vuông góc với hướng di chuyển. Nhỉ? Cos 90 độ. Đấy, bằng 0. Và ta sẽ nói là P cũng không sinh công. Công của ma sát. Công của lực ma sát thì bằng độ lớn của lực ma sát nhân quãng đường nhân cos
của tạo bởi gì nhỉ? Cốt của góc tạo bởi giữa là F ma sát và V là cốt 180 độ. Đấy, cốt 180 độ trừ 1 có nghĩa là nó âm. Được chưa? Nó âm. Nó âm thì công sẽ âm, mà công âm vậy suy ra là ma sát sinh công cản. Ma sát sinh công cản. Thì các em hiểu ý nghĩa của cái biểu thức tính công này nhé. Đó là cái thằng phản lực và trọng lực trên cái mặt nằm ngang này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chuyển động cả. Nó không ảnh hưởng đến chuyển động thì nó không sinh công. Cái thằng lực kéo là nguyên nhân khiến vật tiến về phía trước thì nó sinh công phát động. Còn ma sát là nguyên nhân là khiến cản trở chuyển động thì gọi là sinh công cản. Ý nghĩa là như thế. Đấy nghĩa, đấy là biểu thức về phần công. Thì chúng ta chú ý một số vấn đề nữa đây. Công của trọng lực thì là nó không phụ thuộc hình dạng đường đi, nó chỉ phụ thuộc điểm đầu điểm cuối. Thì đây, cái phần chú ý này tí nữa đến phần bài tập thì thầy sẽ chứng minh cho ra phần này nha. Đấy. Được gì nhỉ? Đấy. Còn công suất, tiếp tục công suất. Thì các em chú ý này, công suất ấy thì em lấy công chia thời gian thì ra là công suất. Đấy, công chia thời gian ra là công suất. Được chưa nhỉ? Đấy. Và đơn vị công suất là watt. Ngoài ra nhé, ngoài ra chúng ta sẽ có như sau, ngoài ra chúng ta có P. Thì phân tích này, A để bằng F nhân S, được chưa? F nhân S. Đấy, F nhân S. Nhân cos alpha trên T. Trong trường hợp lực cùng hướng chuyển động, tức là F cùng chiều V thì alpha bằng 0. Và khi đó thì công suất là P sẽ bằng F nhân S chia T. S chia T chính là V. F chia T nhân V. Vậy biểu thức công suất còn bằng là F nhân V nữa. Nhân V nữa, được chưa các em? Đấy. Thì đơn vị công suất là watt này, chúng ta có là 1 kW bằng 1000 W. 1 MW thì bằng 1 triệu W. 1 MW thì bằng 1.000 kW. Đấy, để bị công suất. Dạ, rồi. Còn mấy cái phần kiến thức này trong trình làm bài có gì thầy sẽ chỉ cho chúng ta. Để chúng ta đi làm các bài toán nhé. Bài toán liên quan đến tính công. Thầy sẽ chữa ta ví dụ số 1. Chúng ta vào ví dụ số 1. Một vật có khối lượng là 20 kg đang trượt với tốc độ là 4 m/s thì đi vào mặt phẳng nằm ngang nhám với hệ số ma sát là nguy. Công ma sát đã thực hiện khi vật dừng lại là bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta vẽ này ra. Thì giả sử có một cái vật này. Vật này nhé. Chưa? Đấy. Chúng ta hiểu là vật này đầu tiên nó sẽ có trọng lực tác dụng này. Trọng lực này. Đấy. Vật được chuyển động trên mặt nằm ngang nhé. Thứ hai là có phản lực này. Phản lực N. Chưa? Phản lực N. Thứ ba là có lực ma sát này. Chuyển động theo quán tính mà. Ở đây không được kéo nhé. Vật nó chuyển động theo quán tính thôi, nó sẽ dừng lại. Ở đây là hướng dịch chuyển vận tốc này. Đấy, chúng ta sẽ có như thế. Và thường thường những cái bài lực đấy đúng không nhỉ? Thường thường những cái bài lực đó thì người ta sẽ chọn sẵn một hệ trục tọa độ Oxy ra. Đấy, thì đây là Y này. Đây là X này. Thầy cứ chọn sẵn này nhá. Nếu tí ra chiếu là sẽ dùng. Đấy. Phân tích đây. Đây là hướng dịch chuyển này, vật dịch chuyển sang bên phải này. Đây là phản lực N này của mặt sàn này. Đây là trọng lực này. Đây là lực ma sát này. Lực ma sát này. Đây là hệ trục tọa độ để chiếu này, đến X này, đến Y này. Bây giờ nó hỏi là công lực ma sát vật đã thực hiện đến khi dừng lại. Đến khi dừng lại, đúng không? Thì công lực ma sát sẽ được tính như sau. Công của ma sát thì sẽ bằng là trừ F ma sát. Thầy sẽ viết tổng quát đi. Công lực ma sát thì bằng là F ma sát. Bằng F ma sát. Độ lớn của lực ma sát nhân quãng đường vật đi được, nhân cốt của góc tạo bởi giữa vector lực ma sát và hướng dịch chuyển. Và chúng ta nhận thấy là ở đây là vật dịch chuyển sang bên phải thì lực ma sát phải hướng sang trái, tức là cốt 180 độ.
và cốt 180 độ đúng không? Cái này là 180 độ này. Vậy nó là trừ 1, nó trừ F ma sát nhân S, được chưa? Đấy. Thì F ma sát tính của gì? Thì cái này các em học ở cái phần học kỳ 1 rồi. Thì F ma sát chúng ta có như sau. Mà F ma sát. F ma sát thì bằng là mu nhân N. N. Đấy, mu N. N ở đây nhé, chúng ta nhớ này. N này muốn tìm N các em phải chiếu tất cả các lực lên phương thẳng đứng, đúng không? Đấy. Theo phương thẳng đứng thì N bằng P. Đấy, theo phương thẳng đứng N bằng P. Được nhỉ? Cái này ở kỳ 1 các em học rồi. Nếu mà em mà quên thì có thể ghi đây này. Theo định hai tuần ta có là M nhân A bằng cái này. M nhân A thì bằng là P cộng N cộng F ma sát. Được chưa? Đây biểu thức 1. Bây giờ muốn tìm N thì em chiếu 1 lên UI. Em chiếu 1 lên UI. Trên UI vật nó không chuyển động. Không chuyển động thì ra gia tốc bằng 0. Vậy 0 bằng trừ P cộng N. Và rút N bằng P. Được chưa? Vậy thay đây thì có F ma sát bằng mu nhân N. Mu nhân N tức là bằng mu nhân gì đấy? Mu nhân Mg. F ma sát bằng cái này. Được không nhỉ? Đấy. Rồi bây giờ muốn tìm vậy F ma sát xử lý xong. Bây giờ muốn tìm S. Muốn tìm S thì các em phải có gia tốc. Và gia tốc. Thì các em lại biểu thức 1 này, biểu thức 1 em chiếu lên UX. Em chiếu lên UX thì em sẽ được là M nhân A. M nhân A. Chúng ta tìm gia tốc và chúng ta sẽ bỏ dấu vectơ trên đầu nó. Chiếu lên UX nha thì P và N nó vuông góc UX thì mất luôn rồi đúng không? Vậy chỉ là trừ F ma sát thôi. F ma sát ngược chiều chuyển động mà. Đấy. Và rút ra A thì bằng gì đấy? Trừ F ma sát chia M. F ma sát chia M. Đấy. F ma sát là mu Mg. Vậy em triệt tiêu em thế đây thì nó chính là trừ mu nhân G. Trừ mu nhân G. Đây gọi biểu thức số 2. Em thế cái này vào biểu thức số 2 nhé. Em thế ngược lại vào biểu thức số 2 thì em sẽ có công của ma sát. Công của ma sát bằng trừ F ma sát dấu trừ này. F ma sát lúc này bằng gì đây? Mu Mg đúng không? F ma sát là mu Mg. Mu Mg. Mu này nhân M nhân G này. Đấy. Được chưa? Đấy, còn S đúng không? S thì là AT bình trên 2. Chúng ta thì biết sẵn đây. S là AT bình trên 2. À không được, nếu mà S AT bình trên 2 thì nó không thời gian đúng không? S thì dùng theo biểu thức này. S thì chính là V bình trừ đi V không bình chia 2A. V bình trừ V không bình chia 2A. Vật dừng lại mà ở đây có từ dừng lại đúng không? Dừng lại vậy cái V cuối là bằng 0. V cuối bằng 0. Không bình. V không có rồi đúng không? Không có rồi. Vậy thầy thay số nha. Bắt đầu thầy thay này. Nãy sẽ là 0 bình này. Trừ đi V không này. V không tức là 4 bình này. V không bình tức là 4 bình này. Nhân 2A. 2 này. A. A đây là trừ nguyên nhân G. Mi G. Nếu trừ thì vứt ra ngoài. Được chưa? Trừ vứt ra ngoài đúng không? Đấy thay vào. Đấy. Thì giờ các em để ý nhá. Mi G. Mi G cái này mất. Có dấu trừ. Trừ cái này mất. Được chưa? Đấy. Trừ mất. Vậy bây giờ công ma sát nó sẽ ra là trừ 16 chia 2. Trừ 16 chia 2. À còn M nữa mà nhỉ? Còn M đấy nhá, của thầy còn M đúng không? Thì sẽ bằng gì đây? M thầy là 20. 20 nhân với là trừ 16 trên 2. Được chưa? Vậy là nó phải là bao nhiêu đây? 16 chia 2 là 8. 8 x 16 là âm 160. Âm 160 joule. Âm 160. Công ma sát âm là đúng rồi. Giá trị là âm. Giá trị là âm, có nghĩa nó là công cảm và độ lớn là 160, đáp B. Giá trị là âm nhá. Hiểu nhỉ? Độ lớn thì là 160. Dấu âm có nghĩa là nó là công cảm. Chúng ta tiếp tục chúng ta vào ví dụ số 2. Số 2. Một vật được rơi tự do từ độ cao h không vận tốc ban đầu. Sau thời gian 2 giây vật chưa chạm đất, trọng lực thực hiện công là bao nhiêu? Trọng lực thực hiện công là bao nhiêu? Thế có như này. Một vật này. Đây, trọng lực đây. Trọng lực tự động vật này. Chưa? Này. Đồng thời thì chọn cái chiều chuyển động là chiều đi xuống này, đây chiều dương chiều chuyển động đây.
Đây chiều dương chiều chuyển động. Đấy. Đây trọng lực đây. Vận tốc đây. Trọng lực thực hiện công bằng bao nhiêu? Thì chúng ta dùng công thức như sau. Công của trọng lực thì bằng độ lớn trọng lực nhân quãng đường dịch chuyển, quãng đường lúc này là S. Được chưa? Nhân cốt của góc tạo bởi giữa P và V. Vật đi xuống trọng lực cũng hướng xuống, vậy cốt này là cốt được không độ. Chưa? P là mg. Đây là vật rơi tự do, vậy S đó chính là gt bình trên 2. S là gt bình trên 2. Đấy. M là 2 này, m là 2, g là g bình này, 9,8 bình này, 9,8 bình này. Được chưa? Nhân 2 bình này, tất cả chia 2 này. 22 hết này ra nhau đây. 9,8 bình nhân với 4. 384,16. 384,16. 384,16 đơn vị là joule. À. Chúng ta đến ví dụ số 3. Một vật có khối lượng là 500g trượt từ B, từ đỉnh B, đỉnh B là chỗ này các em, đỉnh B. Đấy, đến chân C. Nó cho chiều dài BC, nó cho góc beta. Công của trọng lực khi vật di chuyển từ B đến C. Công của trọng lực thì chúng ta biết rồi à, công trọng lực đây, công trọng lực thì bằng là quãng ngập. Công trọng lực thì bằng gì đây? Bằng độ lớn trọng lực này. Được chưa? Nhân quãng đường này chính là BC. BC nhân cốt của góc xen giữa P và hướng dịch chuyển tức là BC. Có phải vật dịch chuyển từ B đến C không? Vật đi từ B đến C mà. Đấy, thì vector vận tốc sẽ trùng luôn với BC. Vector vận tốc nó sẽ cùng phương cùng chiều BC. Đúng chưa? Đấy, thì nó cốt thì nó chính là đây ấy. Công trọng lực chính là P nhân BC nhân cốt của góc tạo bởi giữa vector P và vector BC. Vector P, vector BC. Thì các em chú ý nhé. Các em chú ý này. Thầy sẽ kéo dài đoạn này ra một chút để các em hiểu này. Vector BC đây. Vector BC là cái này này. BC đây. Đấy. Vector P của các em đây thì kéo dài tịnh tiến này ra đây. Vector P đây. Đấy. Được chưa? Vậy cốt của nó. Cốt của nó chính là cái cốt này này. Nó chính là cái cốt alpha này. Nó chính là alpha này. Mà góc này nó vuông đúng không? Đấy, thằng này chính là alpha. Mặt khác cốt alpha là bằng sin beta về hai góc phụ nhau. Thì đây chính là bằng mg nhân bc nhân sin của beta. Sin của beta. M là 500 thì đổi 500g là 0,5kg. G 9,8 nhân sin của beta. Sin beta tức là sin 30 độ. Sin 30 độ là 1/2. Chưa? 2. Vậy là thầy bấm máy tính thôi. 0,25 nhân 9,8. Đó là 2,45. Ô. 2,45 bao nhiêu? Mg. M là 0,5 này. Bấm lại một chút nhá, mg đây. À còn quãng đường nhỉ? Thì còn chưa tính quãng đường, bị thiếu mất quãng đường. BC ở BCD 2m nhân 2 nữa, nhân 2. BC 2m. Vậy ra 4,9. 4,9 luôn. Rồi. Chúng ta vào ví dụ số 4. Một người kéo một vật 10kg trượt trên mặt nằm ngang có hệ số ma sát qua dây hợp với phương ngang một góc 30 độ. Lực kéo. Lực kéo là FK này. Hỏi công lực kéo trong thời gian 5 giây. Vậy vẽ hình mô tả đi. Chúng ta có trọng lực tác dụng vật đây. Trọng lực. Chúng ta có phản lực. Được chưa? Trọng lực, phản lực. Đấy, chúng ta có lực kéo. Lực kéo. Chúng ta ở đây có cả lực ma sát nữa. Lực ma sát. Và đây là hướng dịch chuyển. Đây là phản lực này, đây là phản lực. Đây là lực kéo này, lực kéo này.
đây là vận tốc này, đây là hướng di chuyển này, đây là góc, góc này cho 30 độ đúng không, lực kéo hợp phương chuyển động góc 30 độ, đây là trọng lực này, trọng lực này, đây là lực ma sát này, ma sát này, công lực kéo trong thời gian 5 giây. Vậy là công lực kéo, công lực kéo thì bằng độ lớn lực kéo nhân quãng đường vật đi được nhân cốt của góc xen giữa ép kéo và vận tốc là cốt 30 độ. Ép kéo có rồi à, ép kéo chưa có đâu, ép kéo nhỉ, chưa có. Chưa có cả ép nữa. Phải nhớ đây là vật không vận tốc ban đầu nhé. Vậy ép thì tính dễ rồi, thì có ép thì bằng AT bình trên 2, ép bằng AT bình trên 2. A bằng 2, A bằng 2. T là 5 giây, vậy 5 bình chia 2 vậy ra 25 m. 25 m. Được chưa? Vấn đề là tính ép kéo thôi. Ép kéo thì các em áp dụng định luật Hamilton là các em có là MA thì bằng ép kéo cộng với N cộng với P cộng với ép ma sát. Và các em chiếu cái biểu thức này lên UX, các em chiếu lên UX. Được chưa? Chiếu lên UX thì em sẽ có MA, UX thì chuyển động, có gia tốc này. Ép kéo mà chiếu lên UX thì ra được ép kéo nhân cốt đúng không? Các này ở kỳ 1 rồi nhá, ép kéo nhân cốt 30 độ này. Đấy, có 30 độ này. NP mất trừ ép ma sát. Ép ma sát, được chưa? Đấy, ép ma sát tiếp tục. MA thì sẽ bằng là ép kéo nhân cốt 30 độ. Bây giờ biết ma sát là nguy nhân N. Đây là biểu thức số 2. Các em N ở đây nó không thể bằng P được đúng không? Các em chiếu biểu thức 1 này nên OI, 1 nên OI. OI nó không chuyển động, không chuyển động gia tốc bằng 0. Không chuyển động gia tốc bằng 0. Đấy. Thì chúng ta sẽ chiếu cái thằng ép kéo lên OI đấy thì nó sẽ được ép kéo sin. Trên UX là cos vậy trên OI nó phải là sin, ép kéo nhân sin 30 độ. Sin 30 độ, được chưa? Và chiếu N lên là cộng N và trừ P. Ma sát chiếu lên OI thì không quán gì cả. Và suy ra N. N sẽ bằng gì đây? N sẽ bằng là P trừ ép kéo sin 30 độ. P trừ ép kéo nhân sin 30 độ. P trừ ép kéo. Đó. Đấy. Thầy thế ngược vào nhá, thầy thế từ 3 và 2, thế 3 và 2 thì ép kéo. Mấu chốt của bài toán vẫn là ép kéo thôi đúng không? Thế 3 và 2, thế 3 thì thế vào 2. M bằng mấy đây? M bằng 10, A là 2 bằng ép kéo. Ép kéo thì để là ẩn này. Cốt 30 độ. Cứ để đi nó lẻ mà, nó căn 3/2. Trừ đi nguy nhân N, nguy ở đây là mấy? Nguy là 0,2. N là P đúng không? N là P chỉ ép kéo sin 30. P là MG tức là 10 nhân 9,8 trừ đi ép kéo sin 30. Ép kéo nhân sin 30 tức là nhân 1/2. Cái này xếp xôn thôi. Xôn. 10 nhân 2 alpha bằng alpha x nhân với cos 30 trừ đi 0,2 nhân với 10 nhân 9,8 trừ đi alpha x nhân với 0,5 tức 1/2. Xíp xuống. 40,99 gọi là 40, rồi cứ để 40,99 đi. Ép kéo 40,99 newton. Ép kéo là 40,99 newton đúng không? Và em lại có cái biểu thức tính công trên đây rồi. Đây biểu thức tính công đây. Đây. Biểu thức đóng không này. Thay vào nhá. 40,99 này. 40,99 nhân với 25. Cos 30 độ là căn 3/2. Ra kết quả bao nhiêu? Rồi nhân với là 25 nhân với là căn 3/2 nhân cos 30 độ. 887,51, đáp án là B. Chưa? Rồi. Chúng ta vào ví dụ số 6.
Một vật được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng góc 30 độ phương ngang bởi một lực ép dọc theo mặt phẳng nghiêng, nó chạy số ma sát. Tính tổng công của tất cả các lực thân động vật, tổng công tất cả các lực thân động vật. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ này ra. Tức là các em hiểu là bài này các em phải lấy là công trọng lực cộng công lực kéo cộng công lực ma sát cộng công phản lực. Đấy, tổng công mà, tổng công cho vật đấy. Giờ đầu tiên phân tích nha. Đầu tiên là có trọng lực này. Trọng lực thì vuông góc mặt nằm ngang này, trọng lực là một cái này. Đấy, hai lực kéo này. Đề bài cho lực kéo, đọc đề bài nha, lực kéo là lực ép nó dọc theo mặt phẳng nghiêng này, lực kéo đây, lực ép đây. Đấy, thứ ba phản lực này. Phản lực. Phản lực thì vuông góc mặt với mặt nghiêng này, phản lực đây. Lực ma sát đây. Lực ma sát đây. Bốn lực. Đây. Thì ký hiệu nhá, đây lực ép đây, lực ép đồng với lực kéo đây, đây là phản lực đây, đây là trọng lực đây, đây là trọng lực đây, lực ma sát đây, ma sát đây. Và góc này có 30 độ đây, 30 độ chưa? Đấy. Tổng công đúng không? Tổng công thì chúng ta nhìn thấy ngay là cái phần dễ nhất, đó là công của phản lực, công của phản lực thì bằng phản lực nhân S nhân cốt của vector phản lực vector v. Hai thằng này bao giờ cũng vuông góc với nhau mà, bao giờ cũng vuông góc với nhau. Phản lực bao giờ cũng vuông góc với hướng chuyển động. Thằng này là 90 độ, vậy công phản lực bằng 0. Được chưa? Đấy. Quãng đường 2 m đúng không? Quãng đường 2 m. Giả sử đi từ A đi, từ A đi. Đấy, từ A. Từ A. Nó đi đến cái điểm B nào đó 2 m chẳng hạn. AB bằng 2 m, đây điểm C, đỉnh là C, đây điểm H này. Thế cho AB là 2 m nhé, cho AB 2 m đi. Đây, AB bằng 2 m, AB bằng S bằng 2 m luôn. Rồi bây giờ chúng ta tính công của trọng lực, công trọng lực. Công của trọng lực thì bằng độ lớn của trọng lực nhân quãng đường, có rồi. Vấn đề là cốt thôi, cốt của trọng lực. Cốt của vector trọng lực và vector hướng di chuyển, tức là vector vận tốc. Được chưa? Vector vận tốc. Đấy. Thì các em nhớ thế này này, vật đang đi lên đúng không? Vật đang đi lên. Đây thầy lấy cái màu khác đi, vật đang đi lên. Vật đang đi lên nhá, vậy là vector vận tốc của hướng này, vector vận tốc của hướng dọc theo một phẳng nghiêng. Nó là cái màu tím này, màu tím này. Đấy, mà trọng lực màu đỏ này. Vector vận tốc đây. Đấy, trọng lực là màu đỏ. Nó chính là cái cốt góc này, chính là cốt góc này. Đây là chính là cốt alpha. Đúng chưa? Đây là cốt alpha. Đấy. Mà cốt alpha đúng không? Alpha. Rồi. Mà thầy có cái góc này là góc vuông. Vậy thằng này nó phải là 60 độ. Vậy alpha của thầy nó phải bao nhiêu độ? Alpha thầy phải 120. Alpha thầy nó phải 120 độ. Đấy cho tổng là 180 mà. Alpha thì 120 nhá. Đấy, vậy thầy có thằng này 120. Vậy thay vào P là mg, tức là 3 nhân với là 10, g là 10, s là 2 m nhân cos 120. Cos 120. Vậy bắt đầu bấm máy tính thôi. Xem là 3 nhân với 10, 3 nhân 10 nhân với 2 nhân với cos 120 độ. 120 độ. Ta trừ 30. Trừ 30 joule. Rồi. Bây giờ công lực ép nữa đúng không? Công lực ép. Công của lực F thì bằng F nhân S nhân cos của vector F và vector V. Vector V. Chưa các? Đấy. Thì F là cùng chiều chiều chuyển động mà. F cùng chiều chiều chuyển động. Vậy là thầy có F ở đây là 70 nhân với 2 nhân cos 0 độ. Nó ra 140 joule. 140 joule. Thiếu một công ma sát, đúng không nhỉ? Công ma sát.
công của ma sát thì bằng F ma sát nhân S. Và ma sát thì bao giờ ngược chiều chuyển động, thành ra cos 8. Ma sát thì bằng nguy nhân N nhân S cos 8. Và trên mặt phẳng nghiêng nhá, mặt phẳng nghiêng này thì N bằng MG cos đúng không? Thì nếu mà em nào quên này, em nào quên thì em chú ý thế này. Thầy có là trên mặt phẳng nghiêng theo cái phương OI đấy. Đây nhìn này, bây giờ muốn tìm N thì em phải chọn lấy cái hệ trục tọa độ này. Đây là OX này, chiều chuyển động này. Đây là OI là vuông góc với chiều chuyển động này. Được chưa? Đấy. Bây giờ muốn tìm N, muốn tìm N thì em chiếu tất cả các lực lên OI. Trên OI em chiếu tất cả các lực lên OI nhá. Thì trên OI vật không chuyển động, vậy gia tốc bằng 0. Trên OI thì chiếu N trước, N bằng F cộng. OI mà thầy chiếu P lên OI thì làm thế nào đây? Chiếu P lên OI này. Từ ngọn là P thì kẻ vuông góc với OI. Được, cái đoạn này là PI. Được chưa? Đoạn này là PI. Đấy, thì góc này quay là góc 30 độ. Góc này sẽ là góc 30 độ. Thì PI mang dấu âm mà, PI mang dấu âm. Thành ra N trừ PI hay là trừ P nhân cos 30 độ. Đây. Tức là em chiếu P lên OI thì được PI, và PI mang dấu âm. PI thì bằng P cos 30 độ. Được chưa? Cái này chính là PI đây, là PI. Rồi, còn F và F ma sát thì chiếu lên OI nó bằng 0 hết rồi. Vậy rút ra N bằng MG cos 30 độ. MG cos 30 độ. Vậy bây giờ thay vào đây thôi, thay vào đây. N MG cos 30 độ đây, em chú ý này. Cái này chính là MG cos 30 độ. Cos 30 độ. Bấm máy tính. Hệ số ma sát là 0,05. Hệ số ma sát 0,05. Nhân với N. N là M là 3 nhân với G. G là 10. Nhân với cos 30 độ. Cos 30. Chưa? Cos 30. Nhân S là nhân với 2. Nhân cos 8. Trừ 2,6. Nó ra trừ 2,6. Trừ 2,6. Chưa? Vậy bây giờ em cộng hết này vào. Cộng hết này vào. Cộng hết nào. Đấy, còn công gì nữa. Đây, cộng hết vào. Cộng hết với ô thì khoanh vào. Cộng với là 140 trừ đi 30. Nó ra 107,4, đáp án là D. Được chưa? Cộng hết vào vì nó hỏi tổng công mà, tổng công là cộng hết vào. Rồi, cái phần video này thầy làm nốt cho ta về cái ví dụ 8 đi. 8, còn em xem phần 2 về công suất nhé. Phần 1 này chỉ có về công thôi. Phần 2 về công suất. Nó so sánh công như này. Thì các em chú ý thế này này. Bởi thức tính công nhá đây. Công A thì bằng F nhân S nhân cos của F và V. Đây, có phải qua này không? Thì các em hiểu thế này này. Thầy có một cái lực F như này. Thầy có lực F này. Đấy, đây là V, đây là hướng dịch chuyển này. Hướng dịch chuyển này. Đấy. Thì là F nhân S nhân cos của này. Thì thầy gọi góc tạo bởi giữa F và V là có alpha đi. Đúng chưa? Thì đấy, F với có alpha. Thì thầy có thể viết lại như này. Thầy có thể viết lại là F nhân với cos của alpha nhân S. Mà F nhân cos alpha, F nhân cos alpha thì chính là thằng F phẩy này. Nó chính là thằng F phẩy này. Chính là F phẩy. Nó chính là F phẩy nhân F. F phẩy được coi là hình chiếu của F. F phẩy được coi là hình chiếu của F lên hướng dịch chuyển. F phẩy được coi là hình chiếu của F lên hướng dịch chuyển. Thì các em nhìn nhá, các em nhìn ví dụ 8 nhá. Hai lực này độ lớn khác nhau. Đúng không? Độ lớn khác nhau, nhưng hai lực này nó chung nhau hình chiếu. Nó chung nhau hình chiếu trên hướng dịch chuyển đây này. Đấy. Hai một vật chịu đựng của hai lực khác nhau, F1 lớn F2 đi được quãng đường trên phương AB. Cùng đi được quãng đường trên phương AB thì quãng đường như nhau, đúng nhỉ? Bắt so sánh công. Công. Thứ nhất là quãng đường của hai lực là như nhau. Có hiểu nhỉ? Đề bài cùng đi quãng đường mà. Đấy. Hai lực này độ lớn khác nhau nhưng mà chung nhau hình chiếu, chung nhau hình chiếu trên cái hướng dịch chuyển, chung nhau hình chiếu trên hướng dịch chuyển. Nó chung nhau cái đoạn này này, chung nhau cái đoạn F phẩy này. Được chưa? Chung nhau đoạn F phẩy này. Thế nhá, công của nó bằng nhau, đáp án là C.
Đấy. Thì biểu thức tính công là thế, biểu thức tính công là a bằng f nhân s nhân cos alpha, trong đó f nhân cos alpha chính là f phẩy. F phẩy là hình chiếu của lực lên hướng dịch chuyển. Thì f1 và f2 nó chung nhau hình chiếu, thành ra chung nhau hình chiếu lại chung nhau quãng đường nữa, vậy là công nó như nhau. Ví dụ 8c. Đấy. Đấy, các em đã theo dõi xong cái phần về công, và các em theo dõi cái phần số 2 là phần về công suất. Chào các em, chúc các em học tốt.